Thanh xin mến chào các bạn nha. Nay cũng sẵn dịp Thanh với Hải đi sên cái ao đất. Thanh cũng dẫn các bạn xem quy trình máy sên đất ở dưới vùng của mình nha. Ở đây mình cũng xài cái máy nó hơi nhỏ. Máy này cỡ là 6 ngựa 5. 6 ngựa 5. 6 ngựa 5 là cái cái máy dùng xứ mình. Này là máy nhông hả bạn? Thì kêu máy nhông, máy có cục này là máy nhông, không có cái cục gắn sau này là máy trơn. Giờ bạn Hải mình thì đang đưa đầu ống rồi vô cái đầu bọng này thì nó có sẵn, hay mình muốn mua này riêng. Còn cái máy này thì của chú của Hải cho mượn, mua về phải chế lại này, mua về mình chế lại như này cũng chế cho sơ thôi. Này cái bồn này giống như bồn bơm nước, thì cũng các máy dùng trên xài để bơm nước thôi bạn. Nó chỉ khác là để bạn mình chế thêm cái mũi khoan. Mũi khoan đây đó. À, mình vô lấy mũi khoan các bạn coi. Đây. Này là mình chế cái nền riêng để lên cái máy nè. Mình xài 4 cái can. Này mình xài cu giả của máy để nên nó im. Đây thì cái mũi khoan này bằng lem mình chế cho mình. Chế mũi khoan đất thì cũng đơn giản rồi. Động nó sấy nè. Sấy vô như cái quạt của quạt mình thôi. Này cái bồn này có cái quạt ở trong nó có cái ốc sẵn nha. Này mình đưa chứ mình dặn vô thôi. Này là mình đẩy chương trình quặng quặng vô sình là cho động này cho nó bơm vô, nó chảy vô trong với đường ống luôn. Đây giờ bạn cần cạnh cái vàng canh ha. Mình làm cái bợ và niệt ở dưới. Cái này mình cũng kiềng dây hết rồi. Mình kiềng dây găng. Hai cặp bên, bên cặp can. Mình chịu mấy thêm mấy cây này nè. Cho nên đặt cái máy xuống nặng nó không có xẹp được cái ít xẹp cái can này của mình xuống, nó nổi mặt nước tốt hơn ha bạn. Dùng này nước mặn mà máy nó rớt xuống cũng hơi mệt. Tổng của mình là đây là cái máy. Cái máy này cũng mượn. Đường ống này cũng có người bạn của mẹ Hải cho mượn nha. Đường mấy can này thì cây thì có nhà có. Mấy cái can này thì cũng có giúp Út cho. Hai công trình tình hai mình chỉ tốn tốn tiền mua cái bồn này rồi cái mũi khoan này á thì bạn mình cũng chế cho à. Dạ, mình tốn tới 200.000 lận, 200.000 lận mua cái bồn hút nước này nha, tốn dữ không bạn? Tới 200 lận đó nha, cũng hai tốn 200.000 mình mới có được cái máy sên sình lên hả các bạn. Chị Hải di chuyển đồ nghệ mình đang sao cái ao của mình đó bạn. Hải nhìn trước cái can ngay trước cái nền. Thì mình sẽ Hải di chuyển máy đằng sau luôn ha bạn. Lúc mình ghép lên quay lại nha các bạn. Đang đoạn đường đi mình chưa quay. Giờ mình ra tới cao mình chuẩn bị mình ghép xuống mình hoạt động này mình mới để mũi khoan ngoài mà. Để mình bơm nước đồ trước hoạt động tốt không. Mình sên ngao này cũng hơi sâu, trên sên nó xuống. Rồi mình phụ thể nuôi con gì thì chờ mình làm xong rồi mình mới quay lại cho bạn coi nha. À, bạn Hải mình đang kéo cái đường ống mình ra. Này ống mình chống cỡ mười mấy chục mét nè. Ống nền này giờ sao cho nó giờ mới hoạt động bơm thử nước với sình nhão trước. Rồi mình xuống cái máy nha. Quay cái
ráp ra ngoài. Ra máy. Buông đi, buông cái lắp máy đi. Sợ vậy giùm cái đi. Làm gì nhìn hoài vậy? Cái đó đó. Đồ kéo ra đi anh đi. Thôi. Đấy, cái trời nước thì nước chăn các bạn. Giờ lỗ xì dữ rồi. Đây chạy ngắm hải đang dưới nè. Này bơm trước xì non rồi trước các bạn. Bây giờ nó cũng rồi phải nắng. Chúng mình nước mặn nha bạn, nên mình muốn cây trồng cây mình đắp mê hơn mấy cái mô vậy nè. Nãy anh với Hải cũng chỉ mới hoạt động cái máy thử thôi nha bạn. Để cái gì sáng mê nước này giờ đang lớn quá mê nước rồng rồi anh Hải mới bắt đồ được. Bây giờ thì mình đang cũng làm mấy cái mô để cho bảy mẹ Hải trồng mấy cây ăn trái đồ, đắp phải cao lên nhiều một chút. Luôn. Cái này mình làm mấy đường rãnh đây nè. Để bơm nước vô. Nước nó chạy vô hết rồi. Sình là nó vô theo cái rãnh này vô trong. Ống không tới. Ống này thấp rồi. Giờ làm mấy rãnh này sẵn cho sình rồi chạy vô cho tốt. Máy cũng chạy tạm thời bảnh hả bạn. Giờ nay dưới ra cho chạy khử hoạt động tốt không? Cái này nó khác với máy bơm nước thôi chứ. Là cái mũi phan không bạn, nào muốn bơm sên sình thì chỉ cần gắn thêm mũi phan sao đó bạn. Mũi phan mình chế làm như gắn vô cái lắp máy luôn á. Là nó hoạt động nó sên sình được à. Nó cũng như cái bồn bơm nước ngọt mình thôi chứ không có gì chứ. Chứ gắn mình chế cái mũi phan à. Rồi Thanh cũng kết thúc clip này các bạn. Để chỉ cho mấy bạn nào mà chưa biết thì mình chỉ chế nè. Cái này là mình cũng toàn chế cũng như sơn cũng đơn giản lắm. Tại đây máy hoạt động máy nhỏ. Cái nào có máy bự thì nó sẽ xài mấy bồn phi nào bự hơn. Mà này xuống nó cũng rất vững hơn. Này mình kéo theo nó cũng khỏe, nó nhẹ như gọn gàng lắm nha. Có thể người ngồi lên được luôn. Cái này thì đúng, có thể người ngồi lên được. Thanh cũng cảm ơn bạn nha, mong được các bạn ủng hộ và like và chia sẻ giùm Thanh nha. Xong nữa thì bây giờ mình chưa hoạt động bằng hại mình sẽ kéo ống rửa lại. Nặng không? Nặng chứ.